Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lái đò. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lái đò. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chơi một ca khúc trữ tình khá hay, viết về chủ đề tình yêu đôi lứa. Thì cái ca khúc này ấy, lấy cái bối cảnh ở xứ Nghệ. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng ca khúc này là dành cho tất cả mọi người, tất cả vùng miền, tất cả mọi vùng miền. Chẳng qua là bối cảnh nằm ở xứ Nghệ thôi. Một ca khúc trữ tình về tình yêu đôi lứa khá là hay. Đó là ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn đây chơi trên cái tông la thứ. Bạn nào thì giọng cao hơn chúng ta có thể dùng, sau khi tập luyện chúng ta dùng capo, chúng ta kẹp ngăn 2, ngăn 3 tùy. Nhưng tôi thấy tông la thứ với giọng nam chúng ta hát cũng được rồi. Bạn nào hát cao hơn có thể dùng capo kẹp lên sau. Hướng dẫn các bạn là chơi tông la thứ. Ok, không lâu thôi nhì nhằng chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề. Trước tiên sẽ là câu intro. Rồi, trước tiên câu intro đầu tiên sẽ như sau. Đó thì các bạn gảy này, chúng ta bấm ngón trỏ các bạn nhé, phải dùng ngón trỏ bấm vào cái nốt rê tại ngăn 3 của dây số 2, chúng ta gảy rê. Sau đó chúng ta lại kéo lên ngăn 5, chúng ta có nốt mi, mi đó, rê mi. Đó, ngăn 3 là nốt rê, ngăn 5 là nốt mi. Sau đó dùng ngón út bấm vào ngăn 8 là nốt son, son đó, rê mi son. Sau đó các bạn sau khi gảy xong nốt son các bạn nhé, các bạn dùng ngón trỏ các bạn chặn tại ngăn số 5, 3 giây 1 2 3 tại ngăn số 5. Khi này ta gảy dây số 1 ta sẽ có nốt la. Các bạn đánh đồng thời nốt la dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó các bạn và chát và xuyên suốt cái câu intro này chúng ta sẽ có cái động tác giữ nhịp là và chát. Và là chúng ta gảy ngón trỏ, chát là chúng ta kéo đồng thời 2 giây 1 2 và chát. Đó, chúng ta có này rê mi son la và chát khá đơn giản các bạn nhé. Rê mi son la và chát đó. Sau đó ta đánh luôn cái giai điệu, chúng ta cứ giữ nguyên ngón trỏ không thả ra đó các bạn nhé. Chúng ta bấm này ngón út này, đô si, đố là ngăn 8, si là ngăn 7 của dây 1. Đó, đô si la son la. Đố si la là dây 1 này, đố này, si la. Đố là ngăn 8, si là ngăn 7, còn la là chúng ta vẫn cứ chặn ngón trỏ đây dây 1 là nốt la. Rồi dùng ngón út bấm lên ngăn 8 của dây 2 là nốt son. Đó, đô si la son la. Cái nốt la này chúng ta lại đánh đồng thời nốt la dây số 1 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Rồi chúng ta và chát đó. Đô si la son la và chát. Thì chúng ta cùng đánh cả cái câu này này. Rê mi son la và chát đô si la son la và chát. Khá dễ dàng các bạn nhé. Các bạn có thể luyện tập xong chúng ta sang cái câu kế tiếp. Câu kế tiếp sẽ như sau. Câu này chúng ta sẽ chơi như sau này. Chúng ta dùng ngón áp út, các bạn bấm vào nốt la tại ngăn 5 của dây 1. Sau đó dùng ngón trỏ bấm vào nốt rê, ngăn 3 dây 2. Đó. La rê mi, rê mi, rê là ngăn 3 và mi là ngăn 5 các bạn nhé. La rê mi son. Thì cái nốt son này chúng ta bấm như thế nào? Nốt son này là chúng ta dùng ngón trỏ chúng ta chặn tại ngăn 3. Đó. Chúng ta gảy đồng thời nốt son ở dây số 1 và nốt bát son dây số 6 cùng một lúc. Sau đó các bạn bấm luôn nhé, bấm luôn ngón này, đó, một ngón nữa vào cái dây 3 các bạn và chát. Đó, và chát một lần và chát thì không có hai lần các bạn nhé. La rê mi son và chát Đó, cái thế tay này chúng ta chỉ một ngón chặn đây và một ngón bấm đây dây ba thôi. Đó. La, rê, mi, son và chát. Sau đó giai điệu tiếp luôn này. La, son, la, đồ. Đó. Lá, son, lá. Lá, son, lá thì ở dây số 1 đây rồi. La, son, la. Đồ. Đồ là các bạn kéo ngón trỏ về ngăn 1 của dây 2. Đồ. Sau đó dùng ngón út bấm vào ngăn 3 dây 1. Son, mi. Mi là chúng ta buông ra. Mi là chúng ta buông cái dây 1 ra. Thì khi gảy nốt mi này ấy, chúng ta phải nhanh tay, chúng ta bấm vào hông đô trưởng như này, bấm hai ngón còn lại vào dây 4 và dây 5 tạo thành hông đô trưởng. Chúng ta đánh đồng thời nốt mi ở dây số 1 và nốt bát đô ở dây số 5 cùng một lúc. Sau đó và chát, và chát. Đó. La, son, la, đồ, son, mi và chát, và chát. Đó, thì ta đánh cả câu này, cả câu số 2 nó sẽ như sau này. Đó, thì chúng ta cùng đánh lại cả hai câu này một lượt đấy các bạn nhé. Tôi vừa đánh vừa đọc một lượt để các bạn dễ tưởng tượng này, đánh chậm và đọc này. Rê, mi, son, la và chát, và chát. Đô, si, la, son, la và chát, và chát. La, rê, mi, son và chát. La, son, la, đồ, son, mi và chát, và chát. Sau đó ta sang câu kế tiếp. Câu kế tiếp chúng ta sẽ chơi như sau. Cái này về tầng thấp thì chúng ta dễ chơi hơn. Rê mi là dây 4. Son la là dây 3. Rê mi son la. Thì đến nốt la này chúng ta bấm tay vào âm la thứ này các bạn biết cả rồi, chúng ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó và chát, và chát, rất dễ các bạn nhé. Sau đó giai điệu tiếp theo này. Son là đô rê. Son là dây buông số 3, là dây buông số 5. Son là đó. Son là, sau đó đồ này. Đồ là ngăn 3 dây 5, còn rê là dây buông số 4. Đó. Son là đồ rê. Thì khi gảy nốt rê này chúng ta bấm luôn vào hông rê thứ. Đó, ngón đây dây 1, ngón đây dây 3 và ngón đây dây 2. Rê chúng ta và chát, và chát. Đó. Son là đồ rê và chát, và chát. Cả câu này. Rê, mi, son, la và chát, và chát. Son là đô rê và chát, và chát. Sau đó ta sang câu intro cuối cùng. Câu intro cuối cùng chúng ta sẽ chơi như sau. Giai điệu này. Mi là dây buông số 1. Rê đô si là dây số 2 này. Rê đô si. Đó. Mi rê đô si. Thì khi gảy nốt si này chúng ta nhanh tay, chúng ta bấm một ngón vào ngăn 3 của dây 6. Chúng ta đánh đồng thời nốt si ở dây số 2 và nốt bát son ở dây số 6 cùng một lúc. Sau đó chúng ta bấm thêm một ngón nữa vào ngăn 3 dây 1, ta tạo thành hợp âm son chuyển các bạn nhé. Chúng ta và chát. Đó. Rê, mi rê đô si và chát, và chát. Đó. Đó. Mí lên đô si rất đơn giản các em nhé. Câu cuối cùng này. La sòn, la sòn, la sòn, la sòn là dây số 3 này, la sòn. Thì khi gảy cái nốt so này ta đánh đồng thời nốt so dây số 3 và nốt bát mi dây số 6 cùng một lúc. Đó, la sòn. Sau đó rất đơn giản thôi. Rê mi sòn la. Cái rê mi sòn la nãy các bạn tập rồi đó. Rê mi sòn la. Thì khi đến nốt la chúng ta lại bấm vào âm la thứ, ta đánh đồng thời nốt la dây số 3 và nốt bát la dây số 5 cùng một lúc. Sau đó và chát, và chát. Đó. La sòn rê mi sòn la và chát, và chát. Đấy, cả câu này nhé. Mi rê đô si và chát la sòn rê mi sòn la và chát, và chát. Đó. Thì chúng ta cùng chơi lại cả đoạn intro này, toàn diện câu intro này, sau đó chúng ta chuyển sang phần đệm hát các bạn nhé. Chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Thì cái bài này chúng ta sẽ chơi điệu ballad nhịp 24 các bạn nhé. Thực ra là bài đã nhịp 44 chúng ta chơi theo kiểu của 24, tại vì bài những cái nhịp nó cắt đôi nhịp, mỗi hợp âm có 2 phách, chúng ta chơi kiểu ballad 24 để cho nó dễ. Chúng ta chỉ cần bấm được vài hợp âm sau này là thứ các bạn biết rồi, đô trưởng các bạn cũng biết cả rồi. Đó, hợp âm son sưởng đây tôi vừa hướng dẫn các bạn xong, ngón âm đây dây 6, âm đây dây 5 và ngón âm đây dây 1. Đó. Âm rê thứ tôi cũng vừa hướng dẫn các bạn xong. Đó, bát chủ dây số 4. Và chúng ta cần một cái hợp âm nữa là hợp âm mi thứ. Mi thứ thì các bạn không bấm gì cũng được, các bạn gảy bát dây 6, bát dây 6 và 3 dây bát 6 3 2 1 thôi. Còn các bạn bấm được thì bạn bấm ngang đây dây 5 và đây dây 4. Không bấm gì cũng được các bạn nhé. Và cái đến là chúng ta có cái hợp âm nữa, đó là hợp âm mi 7. Đó, hợp âm mi 7 thì các bạn bấm đây. Hợp âm mi thứ thì ngón đây dây 5, ngón đây dây 4. Hợp âm mi trưởng thì chúng ta tưởng tượng này, hợp âm mi trưởng chúng ta bấm thêm ngón trỏ vào. Mi thứ chúng ta bấm ngón trỏ vào ngăn 1 dây 3 thêm thành mi trưởng. Bấm thêm ngón út vào ngăn 3 dây 2 ta thành hợp âm mi 7. Đó, hợp âm mi 7 là như thế này các bạn nhé. Và cái đến là hợp âm pha trưởng chặn. Hợp âm pha trưởng chặn thì cái này bạn nào bấm được thì bấm. Bạn nào không bấm được thì đến hướng dẫn đến câu nào tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái hợp âm thay thế cho hợp âm pha trưởng sau. Đến từng câu cụ thể tôi sẽ hướng dẫn. Các bạn chỉ cần bấm được nhiều đó hợp âm thôi. Thì chúng ta sẽ chơi cái điệu ballad nhịp 24 thì nó sẽ như sau. Bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát. Cái và chát thì tôi hướng dẫn các bạn nãy giờ các bạn quá quen thuộc, và chúng ta cứ bùm và chát và bùm và chát rất đơn giản, chúng ta tập chuyển giữa các hợp âm là chúng ta chơi được. Bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát và bùm và chát. Khá đơn giản các bạn nhé. Các bạn chỉ có chú ý trong từng câu hát này. Khi mà chúng ta chơi hết cái câu intro rồi đấy, đó, chúng ta cứ dừng hẳn lại, chúng bắt đầu hát. Một chiều, khi nào đến chữ chiều chúng ta đánh la thứ. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Thì cái chữ em này chúng ta có thể đánh rê trưởng, thêm một cái âm rê trưởng của chúng ta đây nhé, ngón bấm đây, rê thứ được, rê trưởng được các bạn nhé, các bạn bấm rê trưởng sai hơn. Rê trưởng ngón bấm đây, dây 3, ngón bấm đây, dây 1 và ngón bấm đây dây 2. Đó, chúng ta có này, một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Thì các bạn chú ý ở đây này, sau cái lái đò là la thứ rồi, nhưng sau khi chữ đò xong chúng ta lại có một cái la thứ nữa. Thì ý tôi ở đây là tôi hướng dẫn các bạn để các bạn dễ thấy, có chúng ta lái đò xong này, rồi chúng ta đánh một lần la thứ nữa, tức là cái này nó đầy đủ nhịp, nó 4 phách đó. Thì tôi biểu thị như thế để các bạn dễ hiểu, có nghĩa là sau đó chúng ta đánh thêm một lần nữa, cứ thế mà làm. Đó. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lại đò. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Đó thì tôi xin nhắc lại một lần nữa để các bạn hiểu nhé. Cô gái lái đò là la thứ rồi, sau chữ đò tôi lại đề la thứ nữa, tức là chúng ta đánh một lần la thứ nữa đấy các bạn nhé. Đó. Cô gái lái đò, xong lại la thứ một lần nữa, chúng ta hát câu tiếp theo. Đó. Chuyến đò chiều anh đưa sang sông, anh thầm thương cô gái lái đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lứa, anh ngơ bên vui. Câu đợi câu chờ, đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Thì cái trên dòng sông in bóng trăng thề này, dòng sông là mi 7 các bạn nhé. Thì bạn nào không bấm được chúng ta có thể bấm mi thứ cũng được, nó dễ bấm. Trên dòng sông in bóng trăng thề, một câu ví anh trao nữa câu ví em thương. Thì cái thương này là pha trưởng, các bạn bấm được pha trưởng sẽ hay. Mà bạn nào mà không bấm được pha trưởng chúng ta bấm la thứ các bạn nhé. Cái chữ em thương này thay vì pha trưởng chúng ta sẽ bấm la thứ cho nó dễ. Các bạn nào bấm được thì bấm pha trưởng nó sẽ hay. Một câu ví anh trao nữa câu ví em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn. Đó thì cái câu ví em thương là la thứ xong rồi, các bạn hãy đánh một hợp âm mi thứ nữa, các bạn hãy đánh câu hát tiếp theo. Đó. Một câu ví anh trao nữa câu ví em thương. Củ sắn củ khoai mồ hôi chát mặn. Thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông. Tôi xin nhắc lại là cái chỗ là pha trưởng này, bạn nào không bấm được thì bấm la thứ các bạn nhé. Chúng ta có thể la thứ này, cứ chiều về cánh đò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đợi chờ mong, rằng anh nọ về bên. Ơi câu ví anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Cái đoạn này các bạn phải nhớ đây nhé, lưu ý này. Đó. Cô lái đò ngày ấy. Thì cô lái đò ngày ấy là đô trưởng xong nhé, thì các bạn phải đánh la thứ xong rồi chúng ta mới hát ngày ấy xong này, rồi lại đánh một nhịp la thứ. Đó. Tiếng đò gọi em cô lái đò ngày ấy, anh nhờ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đò xưa. Chơi xong cái câu này thì chúng ta lại chơi lại câu intro. Chơi lại câu intro thì chúng ta lại hát vào cái đoạn điệp khúc. Chơi xong intro là chúng ta hát luôn. Một câu ví anh trao nữa câu ví em thương. Thì câu intro chúng ta cứ chơi lại thôi, nó quanh đi quẩn lại khá là. Nói chung là nhìn nó thì có vẻ phức tạp, nhưng các bạn xem tôi đếm kỹ từng câu một ấy, thì các bạn cũng thấy nó đơn giản thôi. Xin chúc các bạn thành công.